Xin chào thầy và tất cả các bạn, em tên là Ngô Khánh Nam, đến từ lớp IBK35. Hôm nay em xin trình bày về chủ đề đông trùng hạ thảo có phải là Chimera hay không? Đi qua và định nghĩa đông trùng hạ thảo. Bản chất đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý hiếm, là dạng ký sinh của một loài nấm. Nguồn gốc tên gọi hết sức độc đáo là bởi vì đông trùng hạ thảo là nấm và sâu hợp sinh với nhau. Vào mùa đông ẩm ướt, trong bề ngoài chúng sẽ giống như những con côn trùng. Do sâu non nằm dưới đất, nấm ký sinh lên sâu non và hút dinh dưỡng khiến sâu chết dần. Nhưng đến mùa hè, nấm mọc ra khỏi sâu, thành ngọn cỏ vươn lên khỏi mặt đất và phát tán bào tử. Định nghĩa Chimera, thuật ngữ Chimera là thuật ngữ di truyền học, dùng để chỉ một cơ thể sinh vật hoặc một mô, một cơ quan mang nhiều bộ nhiễm sắc thể khác nhau, thường được tạo thành qua sự hợp nhất nhiều hợp tử khác nhau hoặc sự dung hợp các bộ gen khác nguồn. Chimera trong cuộc sống thực thì được phát hiện ở động vật hoặc con người có chứa các tế bào của hai hoặc nhiều cá thể, cơ thể của chúng chứa hai bộ ADN. Ở một số nghiên cứu trong y học con người thì Chimera còn được dùng để chỉ một người gồm hai loại tế bào khác biệt về bộ gen. Chẳng hạn, một số người mang nhiều nhóm máu khác nhau trong cơ thể, trường hợp này gọi là máu Chimera, khoảng 8% các cặp sinh đôi khác trứng là thuộc trường hợp này. Vậy điều kiện để trở thành một chimera là gì? Ý thứ nhất là phải đồng thời mang hai ADN trên một cùng một cơ thể và hai bộ ADN này phải tương đồng với nhau, đồng hóa được cho nhau. Vậy từ những thông tin trên, chúng ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi. Đông trùng hạ thảo có phải là một chimera hay không? Đông trùng hạ thảo không phải là một ví dụ điển hình của Chimera. Mặc dù ở đông trùng hạ thảo đều có những điều kiện mà tạo thành một cơ thể chứa hai bộ ADN khác nhau trên cùng một cơ thể, nhưng ở đây em thấy đông trùng hạ thảo bản chất chỉ là một cá thể sâu bị sóng ký sinh, chỉ một bên có lợi. Cơ thể mang hai loại ADN nhưng hai loại ADN này không cùng sinh sống trên một cá thể được vì chúng sẽ tự bị loại trừ khi cả hai không thể đồng hóa được cho nhau. Và ở mầm nấm ký sinh trên ấu trùng chỉ sinh sống được và phát triển khi đủ điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng, sức khỏe và vật chủ của vật chủ. Vậy từ đó kết luận đông trùng hạ thảo không phải là một chimera. Bài trình bày của em tới đây là hết. Em xin cảm ơn thầy và mọi người đã lắng nghe.